Annyeonghaseyo, konnichiwa. Hello mọi người. Nói đùa vậy thôi chứ hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái sản phẩm mà cực kỳ đang hot luôn nha. Và cái loại này mình đang xài và đã thử xài được tầm 2 tuần rồi và mình cảm thấy nó rất là thích luôn. Thì đơn giản cái sản phẩm này là về sữa rửa mặt cho mọi người. Sữa rửa mặt nào thì sẽ hợp với cái làn da dầu, da cực dầu luôn. Thì các bạn nên tìm hiểu thử cái em này ha. Em này thì thuộc dòng là sữa rửa mặt nội địa Hàn Quốc và rất là hiếm có chỗ nào mà bán cái sản phẩm này. Bên mình là nhập là toàn là lựa hàng độc không nha mọi người. Hàng đang sử dụng luôn và mình cực kỳ thích mà mình mới lên mình review sản phẩm nha mọi người. Nói chung em này tên là Gidel. Gidel Made in the Jeju Netherlands. Thì đơn giản dịch ra tức nghĩa là được làm từ đảo Jeju. Từ Jeju. Jeju là một hòn đảo cực kỳ nổi tiếng ở bên Hàn Quốc luôn, chuyên về trồng về lương thực củ quả nha mọi người. Thì cái đảo Jeju này thì nói chung là cái em sản phẩm này được viết và được dịch ra luôn á là được làm từ rau củ quả ở đảo Jeju Hàn Quốc. Và mình cảm nhận khi sử dụng em này là nếu các bạn đang là da dầu, da cực kỳ dầu và hay bị nhờn nhiều luôn á, các bạn nên tìm sử dụng em này nha. Mình cam đoan với các bạn luôn. Tại vì mình thử rất nhiều dòng sữa rửa mặt thì em này sử dụng xong thì cực kỳ da mặt cực kỳ khô ráo luôn các bạn. Dầu là coi như là nói chung là cái da mặt mình sẽ rít luôn á, sạch sạch tới mức mà gọi là rít luôn á, tức nghĩa là loại bỏ tất cả các loại dầu. Và thành phần thì ở trong này thì không viết tiếng tiếng Anh cho mình dịch mà toàn là tiếng Hàn thôi, nói chung là hàng nội địa Hàn Quốc. Cho nên là mình cảm nhận khi mà mình sử dụng cái em này, cái mùi của nó nếu mà theo nhận định của nhiều bạn á là giống như mùi tiêu và mùi gừng. Nói chung là cái điểm trừ thì về cái mùi hương thì có thể là một cái điểm trừ của em này. Nhưng mà cũng vì cái mùi hương đó cho nên là chắc chắn 100% đây là hàng làm từ thiên nhiên. Đây là sữa rửa mặt làm từ thiên nhiên, từ rau củ quả thiên nhiên cho nên là sử dụng rất rất là an tâm luôn nha các bạn. Sử dụng ok lắm luôn ấy. Đây mình quay cận cảnh luôn. Các bạn có thể sử dụng cái mã này, các bạn check lên trên cái ứng dụng e-check các bạn. Thì nếu mà mình theo dõi và mình đã check thử rồi thì các em này nếu mà trên e-check để với giá là 235.000 một chai thì đối với Halyshop 247 của mình chỉ bán em này tầm 199.000 một chai thôi. Cho nên là bạn nào có nhu cầu muốn đặt hàng, hãy đặt hàng ở Halyshop Shop nha mọi người. Halyshop Shop 247 thì lát nữa mình sẽ viết một cái đường link ở dưới cái clip này cho các bạn có thể vào đặt hàng nha. Có thể vào và mua hàng nha. Tiếp theo luôn, nếu bạn đã là dân nghiện skincare thì chắc chắn các bạn sẽ không bao giờ mà gọi là lạ lẫm với cái từ nước thần các bạn. Nước thần thì nói chung á là toner, nước hoa hồng nói chung cũng là như nhau thôi. Nhưng đối với em nước thần này nó khác ở cái điểm nào? Đơn giản nước thần cũng có cái chức năng là mình sẽ làm cho nó gọi là cái da nó se khít lỗ chân lông. Nhưng nếu mà các bạn sử dụng thêm nước thần sẽ có thêm một cái công dụng nữa là sẽ là bước đệm làm cho những cái tinh chất sau đó mau thấm hơn, mau thẩm thấu hơn. Nói chung em này mà xài riêng lẻ một mình, em nước thần mà xài riêng lẻ một mình thì tác dụng nó không nhiều đâu. Nhưng mà khi các bạn kết hợp vào cái bộ skin care các bạn đang xài thì ok, nó cực kỳ thấm, cực kỳ đã luôn. Các bạn cũng có thể nhìn thấy là cái packaging của em này cực kỳ đẹp luôn nha các bạn. Đây là hộp của em này, hộp của em nước thần Gidel. Thì cái mùi hương mà mình nhận định á, thì nó cũng giống y như cái em Gidel sữa rửa mặt này thôi. Vẫn là cái mùi hơi có mùi tiêu và mùi gừng. Đơn giản là vậy. Nhưng mà mình chắc chắn một điều luôn là các bạn sử dụng bộ này các bạn sẽ cực kỳ thích. Đó. Đúng tự tin luôn. Đây mình quay cận cảnh luôn. Toàn là chữ Hàn Quốc các bạn ạ. Dung tích là 150. Và nếu mà mình cảm nhận từ cái chai thì em này trời ơi cái chai cực kỳ dày, cực kỳ cứng. Nói chung là cảm thấy rất là chất lượng. Đây, ở dưới có thêm mã sản phẩm nè các bạn. Nếu mà so sánh về cái độ chắc thì các bạn có thể sao nhỉ? Nó giống giống như cái hũ sinh gum Dopamine các bạn hay mua ấy. Nhưng mà em này dày hơn cơ.
Đấy, cái chất nhựa mà bảo vệ bảo quản cái sản phẩm bên trong nó cực kỳ dày luôn nha. Thì thường thường là nước thần các bạn sử dụng rất là lâu luôn, một ngày xài lên tóc trên cái bông tẩy trang á thì cũng tầm vài giọt thôi, xài rất là lâu. Em này thì ở Việt Nam mình bán thì mình chưa có check ra được cái giá, tại vì trên e-check nó chỉ đưa ra cái sản phẩm, cái mã check là đúng rồi, cái mã check của em này thì đúng rồi, nhưng mà nó không cập nhật giá sản phẩm. Nhưng mà bên hệ thống của bên mình, hệ thống của Harley Mini Shop, Harley Shop 247 cho là 395.000 một chai như thế này. Thì mình nghĩ là ở trên Amazon hoặc là Inchip giá sẽ cao hơn nhiều luôn. Tại vì bên mình là giá này niêm yết toàn hệ thống nha mọi người, niêm yết toàn hệ thống luôn. Cho nên là bây giờ mình nói lại luôn là nước thần Sidel giá là 395.000 một chai, còn sữa rửa mặt Sidel chỉ có 199.000 cho là 200 đi. Thì đối với một bộ sản phẩm mỹ phẩm nội địa Hàn Quốc mà đẹp như thế này và chất lượng như thế này, gọi là tự nhiên nữa, thiên nhiên nữa, cái gì gọi là thiên nhiên nữa, thì cái giá này thật sự là rất là rẻ luôn nha các bạn. Đây, được làm từ thiên nhiên, cây cây quả luôn. Rồi, đơn giản hôm nay mình chỉ giới thiệu nhiêu đây thôi. Thì các bạn nào có nhu cầu mua sản phẩm có thể đặt hàng qua Halyshop 247, mình có viết cái trang fan ở dưới. Các bạn có thể vô trực tiếp fan của mình, Facebook của mình, hoặc là vào trang fanpage của Halyshop 247 ha. Hoặc liên hệ vào số điện thoại 0363290063. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình nhé. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Bye bye.